Kinh Trung A Hàm Hán dịch, Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm Việc dịch và hiệu chú, thích tuệ sĩ Sài Gòn Kinh trú đạt thọ Tôi nghe như vậy, một thời Phật du hóa tại nước xá vệ, ở tại Thắng Lâm trong vườn cấp cô độc. Lúc bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, nếu lá cây trú đạt tam thập tam thiên úa vàng, lúc đó thiên chúng ở tam thập thiên vui mừng hớn hở cho rằng lá cây trú đạt chẳng bao lâu nữa sẽ rụng rồi thì lá cây ở tam thập tam thiên đã rụng lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng lá cây trú đạt chẳng bao lâu nữa sẽ mọc lại rồi thì lá cây trú đạt ở tam thập tam thiên đã mọc lại lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng cây trú đạt chẳng bao lâu nữa sẽ kết ra mạng lưới rồi thì cây Trú đạt ở Tam thập Tam thiên đã kết mạng lưới. Lúc đó Chư Thiên ở Tam thập Tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng cây Trú đạt chẳng bao lâu nữa sẽ nở nụ giống như mỏ chim. Rồi thì cây Trú đạt ở Tam thập Tam thiên đã nở nụ giống như mỏ chim. Lúc đó Chư Thiên ở Tam thập Tam thiên cho rằng cây Trú đạt chẳng bao lâu nữa sẽ nở hoa giống như cái bát rồi thì cây trú đạt ở tam thập tam thiên đã nở hoa như cái bát lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên hớn hở cho rằng cây trú đạt chẳng bao lâu hoa sẽ nở tròn trịa nếu cây trú đạt nở hoa tròn trịa thì nó chiếu ra ánh sáng màu sắc và tỏa ra mùi thơm trong chu vi trăm do diên lúc bấy giờ vào tháng tư mùa hạ các vị tam thập tam thiên vui đùa với năm món dục lạc cõi trời đó là tam thập tam thiên tập trung dưới cây trú đặc mà hưởng thọ sự hoang lạc theo ý nghĩa như thế vị thánh đệ tử cũng vậy khi suy nghĩ đến việc xuất gia lúc đó vị thánh đệ tử như là chiếc lá úa vàng cũng giống như lá cây trú đặc ở cõi tam thập tam thiên vàng úa lại nữa khi vị thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc mặc áo ca sa với chí tính từ bỏ gia đình sống không gia đình học đạo lúc đó vị thánh đệ tử được gọi là lá rụng như lá cây trú đặt ở tam thập tam thiên rụng xuống lại nữa khi vị thánh đệ tử ly dục ly pháp ác bất thiện có giác có quán có hỷ và lạc phát sinh do viễn ly thành tựu và an trụ sơ thiền lúc đó vị thánh đệ tử được gọi là xanh trở lại như lá cây ở tam thập tam thiên xanh trở lại lại nữa khi vị thánh đệ tử giác và quán đã dứt nội tâm tịch tịnh không giác không quán có hỷ lạc do định sanh thành tựu và an trụ nhị thiền lúc đó thánh đệ tử được gọi là sanh màng lưới như cây trú đặt ở tam thập tam thiên sanh mạng lưới lại nữa khi vị thánh đệ tử lìa hỷ dục an trụ xã vô cầu chánh niệm chánh trí thân cảm giác lạc điều mà bậc thánh gọi là được xã bởi thánh có niệm và lạc an trụ không, thành tựu an trụ tam thiền. Lúc đó thánh đệ tử được gọi là nở nụ như mỏ chim, cũng như cây trú đặt ở tam thập tam thiên nở nụ như mỏ chim. Lại nữa, khi vị thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh thành tựu an trụ tứ thiền. Vị thánh đệ tử lúc đó được gọi là nở hoa như cái bát vậy cũng như cây trú đạt ở tam thập tam thiên nở hoa như cái bát. Lại nữa, khi vị thánh đệ tử các lậu đã tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ngay trong đời này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, vị ấy biết một cách như thật rằng sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa. Lúc đó vị thánh đệ tử được gọi là hoa nở tròn trịa cũng giống như cây trú đặt ở tam thập tam thiên nở hoa tròn trịa. Đó là vị tỳ kheo lậu tận A-La-Hán, được tam thập tam thiên tập hội tại chánh điện thiện Pháp hỏi hang khen ngợi rằng, vị thánh đệ tử tôn quý đó, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, các lậu đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri, tự giác, tự tác chứng thành tựu an trụ, biết một cách như thật rằng, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là sự tập hội của các A-la-hán lậu tận, như tam thập tam thiên cùng tập hội dưới cây trú đặc vậy. Phật thuyết như vậy, các vị tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.